Quý vị đang theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng của Đài Việt TV tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Xin mời quý vị cùng tham dự đại lễ huy kỵ lần thứ 7 tưởng nhớ cố đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giá, được tổ chức tại chùa Liên Hoa, tọa lạc trên đường Howell Sugarland, thành phố Houston, tiểu bang Texas vào 10 giờ 30 phút sáng Chủ nhật, ngày 8 tây tháng 12 năm 2019. Xin mời quý vị cùng tham dự với Đài Việt TV. Ngày hôm nay Ngài đã ra đi 7 năm qua, nhưng mà tất cả những sự đóng góp, tất cả những lời giáo huấn của Ngài, tất cả những cái hiệu triệu, tất cả những tấm lòng của Ngài dành cho dân tộc và dành cho đạo pháp vẫn còn giữa chúng ta. Do vậy chúng ta cùng có nhau. Trước khi hành động, nói năng, suy nghĩ, phải dùng trí tuệ quán chiếu cho thẩm thấu. Việc làm, lời nói, ý nghĩ có lợi người lợi mình hay không? Nếu thấy lợi người lợi mình thì làm, thì nói, thì suy nghĩ. Bằng nếu nào mà chỉ lợi mình mà hại người, đừng làm, đừng nói, đừng nghĩ. Ngày mất mới đây mà đã 7 năm thấm thoát trôi qua rất là nhanh. Và hàng đệ tử tục gia chúng tôi, và chúng tôi cũng là một trong những hàng tiếp nối con đường của Ngài đã dặn dò. Và lúc nào cũng phải gắn bó với giáo hội, giữ mạng mạch của giáo hội. Ngài đã dặn dò rất là kỹ trước khi Ngài mất. Ngài khi còn nhỏ, Ngài đã là một tiến sĩ Phật học ở tại Campuchia, và Ngài đã qua đây để đóng góp và cống hiến cuộc đời về Phật Pháp, dị độ cho chúng sanh ở những người Việt Nam chúng ta, để biết rõ hơn về Phật giáo Nguyên Thủy, để biết rõ hơn về con đường của Đức Phật dạy dỗ. Và cái bài pháp vũ của Ngài hàng ngàn, hàng trăm ngàn người nghe. Mỗi lần Ngài nói chuyện có hàng ngàn người tham dự. Tất cả chúng ta học đòi theo Đức Phật, lấy tình thương để làm sức mạnh, thì thưa quý vị, chắc chắn sẽ có một ngày đẹp trời nào đó, tất cả chúng ta tay trong tay, lòng với lòng, cùng nhau trở về quê cha đất tổ để xây dựng lại cơ đồ hơn một lần đổ nát. Và chúng ta có quyền lúc bây giờ ôm với nhau mà khóc, mà cười, mà sống mà chết. Và sư phụ dạy có hai câu chí lý nhất. Người nói đừng có nhớ nhiều cho nó mệt, hãy làm sao thực thi đúng, không làm những việc ác, dù là việc ác nhỏ. Hãy làm tất cả những việc lành, dù là việc lành nhỏ, phải làm. Hàng năm, người Phật tử nhớ về Đức Cố Hòa Thượng Thích Hộ Giác, nhớ về Ngài với tâm của một cái vị sa môn bằng từ bi hỷ xả. Ngài đã thể hiện tấm thân của Ngài trải rộng cho đất nước, quê hương và dân tộc. Đi đến đâu, Ngài cũng thể hiện tâm từ bi, và Ngài đã xả thân để tìm một cái con đường cho đất nước và dân tộc, nhất là hình thành nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Trong cái tâm tình đó là Phật giáo Hòa Hảo, gốc cũng là Phật giáo. Chúng tôi đến đây ngưỡng mộ đến Ngài và cùng cầu nguyện cho giác linh của Ngài hộ trì cùng các cái anh hùng tử sĩ của đất nước Việt Nam, giúp cho cộng đồng chúng ta, giúp cho người Phật tử, và giúp nhất là giúp cho đất nước Việt Nam được thật sự thanh bình, tự do và dân chủ. Vừa rồi là những hình ảnh do nhóm phóng viên của Đài Việt TV ghi nhận về đại lễ huy kỵ lần thứ 7 tưởng nhớ cố đại lão Hòa Thượng Thích Hộ Giá, được tổ chức tại chùa Liên Hoa. Rất cảm ơn quý vị đã tham dự và theo dõi. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.